sẽ bay thật xa, xa thật xa. Nhưng đâu biết đó chỉ là một làn gió. Ca rồi ca, ca rồi ca, ca, ca rồi ca. Nụ cười trên môi của thằng thanh niên nghiêm túc, ánh sáng nở rộ của đứa sinh viên nề hục. Nếu chủ cô chủ có sai, cũng quyết không đứng thứ hai. Chỉ mong các chú sau này sẽ được mạnh mẽ như cái thằng cuối bắp TV.